điểm khác biệt của hành trình lột xác mùa năm. Hành trình lột xác là chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí do Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam tổ chức, hướng đến những người có số phận không may mắn vì ngoại hình, nhưng khát khao thay đổi, bứt phá khỏi vỏ bọc, hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Hành trình lột xác năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều điểm mới. 1. Đối tượng đa dạng hơn. Theo bác sĩ Jack Leighton, giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, khác với những năm trước, ban tổ chức chọn những bạn trẻ, gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện phẫu thuật thẩm mỹ. Năm nay, chương trình sẽ hướng đến cả những phụ nữ sau sinh, vì sinh con mất đi vẻ đẹp thời thanh xuân. Để thể hiện tính nhân văn, sự tôn trọng với phụ nữ sau sinh nói riêng và các thí sinh nói chung, các bác sĩ sẽ chăm sóc cả gương mặt, làn da, vóc dáng và tâm lý để thí sinh lột xác. Ngoài ra, hành trình lột xác năm nay cũng trao cơ hội cho các thí sinh trẻ có tài năng, ước mơ nhưng bị tự ti về ngoại hình và người có hoàn cảnh khó khăn, gặp khuyết điểm về ngoại hình. 2. Đội ngũ bác sĩ Việt Nam. Những mùa trước, đội ngũ chuyên môn của chương trình gồm các bác sĩ Hàn Quốc và bác sĩ Việt Nam. Mùa năm này, ban tổ chức quyết định lần đầu tiên 100% đội ngũ y bác sĩ trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật là người Việt. 3. Công nghệ thẩm mỹ mới. Tham gia chương trình, thí sinh sẽ được đội ngũ chuyên gia bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, hội chẩn chuyên sâu để đưa ra các giải pháp tối ưu, hạn chế tối đa rủi ro cho từng trường hợp. Trong chương trình Hành trình lột xác mùa thứ 5, chúng tôi sẽ hứa hẹn mang đến rất nhiều những cái công nghệ mới, những kỹ thuật mới, những cái khả năng mới trong phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình về hàm mặt, về body, về vóc dáng hoặc là những cái thẩm mỹ trên toàn diện, cả phương diện về laser, về điều trị da thẩm mỹ. 4. Người nổi tiếng đồng hành cùng thí sinh. Năm nay, hành trình lột xác mùa năm có sự đồng hành của 3 người nổi tiếng là nhà báo Trác Thúy Miêu, diễn viên Lan Phương và MC Liêu Hà Trinh. Đồng hành cùng chương trình suốt mùa 4, diễn viên Lan Phương khẳng định, mỗi thí sinh đến với chương trình là một hoàn cảnh số phận khác nhau, song họ có chung một khát vọng đó là được đẹp hơn nhờ vào bàn tay nghệ thuật của các bác sĩ. Nhà báo Trác Thúy Miêu và MC Liêu Hà Trinh mong muốn tìm kiếm những thí sinh có nội lực mạnh mẽ, dám bứt phá khỏi vỏ bọc chưa toàn vẹn để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Thành phần giám khảo còn có tiến sĩ bác sĩ Richard Huy, thành viên Hiệp hội Thẩm mỹ Quốc tế, và bác sĩ Jack Hitchin, giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. 5. Thể lệ thay đổi. Ban tổ chức cho biết, trong vòng loại hồ sơ, ban tổ chức sẽ chọn ra 50 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất, được tiến vào vòng casting sơ khảo. Điểm bình chọn được tính 50% theo lượt bình chọn và 50% theo số điểm của ban giám khảo. Tại vòng casting sơ khảo, 50 thí sinh sẽ được ban giám khảo cùng hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp và tham khám sơ bộ để tìm ra 20 người phù hợp. Tại vòng chung kết, 20 thí sinh tiếp tục tham gia bình chọn từ khán giả trên website của chương trình. Ban tổ chức sẽ tìm ra 10 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất để trao vé vàng lột xác. Hành trình lột xác mùa năm sẽ hứa hẹn một mùa lột xác bùng nổ và mang đến cơ hội đổi đời cho rất nhiều thí sinh. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và slogan thay đổi chân dung mở lối ước mơ, chúng tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương của các bạn để chương trình thực sự là nơi chắp cánh ước mơ cho những ai đang mắc khiếm khuyết về ngoại hình. Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam cũng như cập nhật tin tức mới nhất về hành trình lột xác trên hệ thống website và fanpage của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.